Chào mừng bạn đã đến với video thứ hai trong series video hướng dẫn cấu hình giao diện Flash Sum trên hệ thống iRoot. Ở video này bạn cần nắm được cái cách phác họa giao diện trang chủ website của bạn. Khi vào bất kỳ một website nào, cái đầu tiên để níu chân được khách hàng của bạn đó chính là 4 giây đầu tiên khi nhìn vào website. 4 giây đầu tiên này, nếu như website của bạn load chậm hoặc website của bạn không đưa ra được những cái mà họ mong muốn thì họ có thể thoát ra ngay lập tức. Vậy để có thể níu chân được khách hàng trong 4 giây này thì trước hết là bạn sẽ phải có những một cái banner hình ảnh về sản phẩm của bạn sao cho thu hút được sự chú ý của khách hàng. Thứ hai và như cũng là cái quan trọng nhất ở phần này đó chính là cái câu kêu gọi hành động. Ở phần kêu gọi hành động này bạn sẽ phải đưa ra được thứ nhất đó là nỗi sợ của khách hàng nếu như không sử dụng sản phẩm của bạn hoặc không đọc bài viết của bạn, hoặc là cái sự mong ước của khách hàng khi mà tìm đến cái website của bạn. Sau khi cái phần giữ chân được khách hàng này thì bạn ngay phía bên dưới bạn cần đưa ra được những cái chuyên mục mà bạn đang hướng tới, bạn đang có thể điều hướng khách hàng, muốn điều hướng khách hàng vào những cái chuyên mục đó. Ví dụ như chuyên mục sản phẩm, chuyên mục bài viết hoặc là những cái quà tặng của bạn ở đây. Sau những cái phần chuyên mục chính này rồi, ở bên dưới, ngay bên dưới những chuyên mục đó, bạn sẽ hiển thị ra những cái sản phẩm, những cái bài viết, những cái banner giảm giá hay là banner quảng cáo gì đó mà khách hàng quan tâm ở những cái chuyên mục trên. Bạn sẽ triển khai ra nó ở đây. Đây, như bạn có thể nhìn trên màn hình đây. Những cái phần triển khai về sản phẩm, về bài viết nổi bật nhất của bạn ở bên dưới này có thể khiến bạn bán được sản phẩm của mình hoặc là giới thiệu được dịch vụ của mình đến được khách hàng. Họ có thể vào đọc cái bài viết của bạn ngay tại đây, mà ngay trên trang chủ của bạn. Khi khách hàng đã xem qua ba mục ở trên mà vẫn chưa quyết định mua hàng thì có thể là do một số lý do như sản phẩm không phù hợp với khách hàng, hoặc là khách hàng chưa hoàn toàn tin tưởng vào cái sản phẩm dịch vụ của bạn. Vậy ngay bên dưới cái phần hiển thị ra sản phẩm, bạn nên để một cái phần gọi là đảo ngược rủi ro. Phần đảo ngược rủi ro này có nghĩa là bạn sẽ đưa ra được những cái chính sách, những cái mà khách hàng nhận được, những cái mà đảo ngược, cái đẩy lùi cái sự hoài nghi của khách hàng. Ví dụ như cái chính sách giao hàng, chính sách về chăm sóc khách hàng, hoặc là chính sách về đổi trả sản phẩm, chính sách hoàn tiền nếu như sản phẩm không tốt, vân 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 vân. Khi mà khách hàng đã trải qua được cái phần đảo ngược rủi ro này rồi thì khả năng mua hàng của khách hàng đã rất là cao. Nhưng ngay bên dưới bạn nên để thêm một vài tin tức về mẹo hay, hoặc là một vài tin tức như hướng dẫn sử dụng sản phẩm, những cái tip trick về sử dụng sản phẩm. Đây cũng là một phần níu chân khách hàng rất tốt, và cũng có thể là khi khách hàng đọc đến đây và mình sẽ dẫn link họ quay lại cái phần sản phẩm của mình để giới thiệu thêm lần nữa. Và ngay bên dưới cùng là phần chân trang. Ở phần chân trang này thì bạn nên để những gì? Thứ nhất là bạn sẽ để những cái chính sách sản phẩm của bạn, hoặc là những cái nút để người ta có thể quay lại xem sản phẩm của bạn, những cái logo, những cái về thông tin liên hệ, thông tin địa chỉ, hoặc là fanpage, hoặc là đăng ký khuyến mại ở phần dưới này. Cái phần chân trang này chính là một phần để mình nhắc lại một lần website của mình, mình phát thảo qua lại một lần website của mình để cho khách hàng có thể in dấu lên tâm trí của khách hàng. Và đây là chỉ là một trong những cái cách để bạn có thể có một cái trang chủ hiệu quả, và bạn có thể tự vẽ ra cho mình thêm những cái mẫu giao diện hiệu quả hơn mà bạn cảm thấy là hiệu quả hơn, hoặc là dựa theo một cái khung sườn như vậy, và bạn sẽ thêm những cái mà khách hàng quan tâm vào để có thể có một website như ý. Chúc bạn thành công.